Xin chào các bạn. Tối hôm nay là ngày 31 tháng 10, ngày lễ Halloween của nước Mỹ. Thì mấy đứa nhỏ nhà mình lại đi xin kẹo nữa các bạn ơi. Bây giờ chuẩn bị ba cái xô rồi. Xách vô trong chỗ khu mua sắm này, chỗ này gọi là Order Good Mall. Thì bán tất cả đồ dùng rồi áo quần. Nói chung cần thiết là vô đây ha. Thì bây giờ mình sẽ đậu vô bãi đậu xe. Sau đó mình sẽ đi bộ vô và vô đó quay xin kẹo như thế nào để cho các bạn xem nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi từ từ mình quay những cảnh đẹp ở đây ha. Cái nhà hàng này cũng đẹp quá chừng. Rồi coi đứa con gái mình nè, nguyên bộ tóc màu xanh màu hồng. Vâng, có chân sen nha con. Vì đi đi sớm đi, đi nhanh đi con. Đó, mấy đứa nhỏ nhà mình nè, mặc đồ cho lễ hội mùa Halloween đó. Vi dơ cái đồ xách kẹo Vi lên. Yeah, đi vô xin kẹo nè, chuẩn bị vô xin kẹo ha. Hả ông xã? Ông xã làm gì á? Đó, xin chào. Kevin mặc đồ Spiderman hả? Phải không? Hả, Kevin chuẩn bị, Kevin lội xuống ha, lội xuống xin kẹo nha. Bà Ngọ nữa nè. Bà Ngọ có đi xin kẹo không bà Ngọ? Không hả? Bà Ngọ xin là người ta cho đó. Vâng. Đó, con gái mình vô tới rồi các bạn ơi. Vô tới nơi để đi xin kẹo rồi. Đó, hai con gái mình. Cái bên xuống đi. Wow, cái bên mặc đồ đẹp quá, cái chân dắp té con. Rồi, chuẩn bị xin nè. Vô xin kẹo và thank you với chú Vi. Những cái khu bán đồ chơi rồi người ta cũng cho kẹo đó. Thì xem có ai cho kẹo không. Trong này có cho kẹo không? Trong này không có cho kẹo. Đi, đi ba. Nhìn Văn kìa, vô mê kìa, mê đồ kìa. Kevin có xin kẹo được không? Kevin cởi áo này ra cho mặc đồ Spiderman nha. Có lạnh không? Wow, Kevin đẹp quá. Vi đứng ở đây là đứa con của mình, hai cô con gái, một cậu con trai. Tâm nè các bạn. Con muốn đi elephant hả? Muốn. Đó, mấy con này mình mướn mình đi các bạn. Mướn con elephant cho đi đi. Vi đội tóc giả nhìn đẹp quá ta. Vi xin chào đi. Cái nào? Đi tới lấy kẹo. Đó, mướn xe này các bạn. Đi nè. Vi muốn cái nào? Tiger. Rồi. Rồi, Văn với Kevin đi chung hả? Lên đi. Rồi, Kevin lên. Anh bỏ Kevin lên. Wow, hello. Kevin, say hi mẹ chưa? Đó, mấy đứa nhỏ bây giờ ngồi lên con này để chuẩn bị đi một vòng ở đây nha các bạn. Happy Halloween! Halloween vui vẻ. Yên, quẹo ra. Rồi, xin
rồi chạy tới đây thôi. Đó, mấy đứa nhỏ nhà mình là các bạn. À, vì là sao chở cứ chạy tới đó rồi quay lại chỗ đó. Hả? Hay quá. Chị Đông, Halloween, happy Halloween chị Đông. Xin chào. Chào bà con, đó, bà Ngọi mình chào các bạn nè. Vi nè, Vi, Vi đi đâu vậy? Cho mẹ ngồi với. Thấy nó chạy quá vậy. Hai mẹ con mình ngồi con Tiger chạy đi nè. Sao cứng ngắc vậy? Phải truyền tông người ta coi. Thấy nó chạy chút vậy. Thấy chút vậy, thấy chút vậy. Rồi chạy đi. Nói không biết nó chưa thấy gì ngay YouTube đâu. Đang chạy con Tiger nè các bạn ơi. Đó, thấy chưa các bạn? Nó mà nó nhầm gì nặng thiệt vậy? Thì nó ăn nhiều nó nặng. Má lớn rồi má nặng. Vi chở má đàng hoàng nha, gọi chừng má té nha. Má cho Vi ghẻ xuống đây không? Để em bám qua anh. Nè. Đó, để vậy đi. Vô đi chậm mà, ta sẽ xe băng kìa. Đi xe băng. Em có đi xe băng á. Hay là nó yếu pin rồi. Con này yếu pin rồi. Này. Đi một vòng tuổi thơ đã quá các bạn ơi. Lần đầu tiên trong đời được đi chiếc xe con cọp. Xe con cọp quá là chạy quá là chậm. Mình phải dùng hai chân mình làm đổ xăng cho nó chạy nhanh hơn nữa. Rồi, cho mấy đứa nhỏ đi chơi rồi đó. Rồi, bắt đầu sẽ đi xin kẹo nha. Không biết giờ còn kẹo để mà xin không nữa. Chỗ áo quần ha. Đó, mấy đứa bé chạy nè. Tiệm áo quần đẹp quá, giảm giá 50% nè. Quần áo, giày dép, quay sơ cho các bạn xem thôi ha. Mấy kiểu áo mùa thu nè, dưới kia nữa.
ticker kìa, tao lấy ticker. Xếp hàng, xếp hàng. Xếp hàng đây, vâng, vâng, xếp hàng đây. Rồi, vô đi, vô. Đó. Thank you, Văn Vy, thank you. Kevin, thank you chưa? Đó, xin được món quà đầu tiên này các bạn. Ăn hot dog. Con ơi, có đây không? Vâng, ăn hot dog không? Xã đang mua hot dog, mua bánh cho mấy đứa nhỏ ăn. Về xếp vào đây con. Bánh ở đây ngon lắm các bạn. Kevin ngồi đó đợi mẹ tí, làm gì vậy? Đợi tí mẹ lấy này cho con ăn nè. Con ăn hả? Để chị ăn. Đó, những cái thức ăn chấm với bơ nè. Cho nó dễ hút, thương khắp water đi. Muốn mua hai cái ly này mà còn có một cái thôi các bạn. Không ăn hả? Nè, Văn nè. Em dẫn tôi trái ra. Cho má thử cái. Thử cái có ngon không nha các bạn. Đó, cửa hàng này bán cái này gọi là gì? Con đó hả? Con đó thật bạn. Và còn loại hot dog nhỏ bọc của cái bánh. Ăn quá rớt mất tiêu. Ăn lại cái thứ hai nè các bạn. Đây con. Bếp. Ăn cái bánh ngon quá các bạn. Gái mình muốn đi vệ sinh này dẫn đi vệ sinh. Nè các bạn, cái bánh này cũng ngon lắm á. Cho mẹ chấm đi. Lên sao mình thấy á. Chấm bơ ăn các bạn. Đi Halloween toàn ăn không? Chấm đi, cùng luôn này. Vô vô. Đó, chấm bánh với bơ ăn này các bạn. Trời lạnh lạnh ha. Cho con đơn gái mình nè. Ngon quá. Nó có ngon không? Ngon. Rồi vô lấy kẹo. Thank you nha Văn. Thank you. Văn, thank you. Bê, vô lấy đi. Bá rồi hả? Bánh này khá là ngon các bạn ơi. Bơ này nó cay. Cay cay. Rất là béo ha. Ngon quá. Tiếp tục đi. Đi xin kẹo từ nãy giờ. Lo đi. Đi xin kẹo nãy giờ các bạn, mấy đứa con mình nè. Lo đi chơi với lo ăn không à. Chưa xin được nhiều kẹo lắm, chút xíu nữa về những cái khu nhà đó, mình xin ở đó. Hôm nay đi không ngờ vui thiệt đó các bạn. Hôm nay đứa con trai mình bị bệnh, bị sốt. Con người ta làm bánh nè. Ngon. Hello. Wow, ngon quá. Ngon quá ha. Mua ăn. Mua ăn.
cái gì, muốn nằm ra hả? Con muốn đó. Anh, mấy đứa nhỏ đòi vô đây chụp tấm hình nè. Cho chụp đi cho vui. Bà ngồi, đợi bà ngồi hả? Vô vô ngồi, vô ngồi. Vô ngồi. À, mấy đứa nhỏ vô đi chọn một tấm hình để chụp nha. Vô ngồi, vô ngồi. $2 Cho nên bạn rồi. 1, 2, 3 Cười lên, cười lên. À, nhớ mặt lên, nhớ mặt lên. Đứng lên, đứng lên. Đứng lên. Đứng cao lên, sao không thấy gì trơn vậy? Anh sao kỳ vậy, không thấy gì trơn vậy? Con mình nó cao lên tới. Đứng lên ghế. Dạ, yeah, đứng thẳng lên. Chụp kìa, xích ra, xích ra. Xong cho đứng lên ghế đi. Cười lên, cười lên, xích cái mặt qua bên kia. Chụp mấy tấm rồi? Cười lên, Vy, cao em lên. Có thấy gì đâu mà lựa. Đi ra đi. Cho em văn được làm rồi. Đi ra văn. Lát cho tôi làm. Các bạn ơi, mấy đứa nhỏ nhà mình đang chụp hình, mình quay phim xong rồi. Bây giờ ăn thử miếng ha. Ăn thử miếng các bạn ơi. Chấm với cái này là gì ha. Thử xem. Bánh quế chấm bơ với đường. Bỏ. Thôi nó tan. Các bạn. Bây giờ hình sẽ rớt ra đây ha. Đó, hai tấm hình rớt ra để mày coi. Bật lên mày coi, đẹp không? Wow, đẹp quá ha. Đẹp quá. Má sáng nghe giống như mắc cười vậy. Cái mà hai tấm giống nhau hả? Có khác không? Đó, chụp hình xong rồi nè các bạn. Rồi, bây giờ từ nãy giờ ăn thức ăn rồi chơi. Đẩy nó đi kìa. Ok. Rồi, đi xin kẹo. Văn đợi em con. Đợi em. Coi người ta làm bánh nè. À. Hi. Wow. Yummy. Ta làm bánh nè các bạn. Dễ thương chưa? À, mèo dễ thương chưa? Nhìn cảnh đẹp quá các bạn. Vy muốn ăn không? Văn muốn ăn siro cho thổi ra khói không? Đó, một loại siro, loại ăn loại bánh kẹo, một loại bánh các bạn. Ta bỏ nó có khói. Nó có hơi khói. Này.
bỏ gia vị vô. Wow. Yeah, so fork it in the stick, dip it and chew it. Okay, make sure. Nào. Lấy một cái hai đứa ăn chung. You guys want one? It's $8 a cup. Lấy một ly. And it's good for two people. 8 đồng một ly các bạn. Bây giờ mua một ly. Wow. Tao làm cho mình này. Các bạn nhìn kìa các bạn. Wow. Các bạn ăn không? Ngon lắm ạ. Kevin nè. Các bạn thấy không? Tao đang làm bây giờ cái hơi nó bay giống như mây ha. Mịt mù lên. Ông đó ông nhai ra khói nè. Má có ngại ngày không vậy? Má đâu biết đâu, má chưa thử, má đâu có biết. Má cái trường mắc cửa rồi chưa mà. Hi guys, so it's gonna be $8. Okay. Một ly giống như vậy nè các bạn. Đó, $8 ha. Đó, nhìn người ta ăn nè. Giờ đến mình ăn ha. Đó. Chuẩn bị người ta chế biến nè. Im lặng để cho mày quay nha nè. Ngon ha các bạn, một loại bánh gì mà ăn trong mây khói. Chắc lạnh lắm đó. What kind of dipping sauce would you like to do? Mango or raspberry? Yes. Muốn cái gì? Muốn mùi gì? Mango or raspberry? Mango or raspberry? Here you go, sweetie. Pork it, dip it, chew it, okay? Ngon quá. Vi ăn thử đi. Thật. Ra bàn ngồi ăn. Xin ổng cái cây nữa. Rồi đi. Đi ra bàn ngồi. Bàn gì có hai cái ghế. Giờ mấy đứa nhỏ nhà mình ăn thử nè. Chấm, anh mở ra. Wow. Ra khói hả? Vâng, ăn thử ra khói không? Kevin muốn thử không nè? Kevin. Thử đi. Vâng, ăn ra khói hả? Wow. Mày đâu? Mấy đứa nhỏ nhà mình ăn cái bánh này đến mình nè các bạn. Mình thử ha. Muốn xuống đó thì xuống đó. Hả? Thử cái bánh này nha, ăn nó ra khói các bạn. Cháu có ngại. Wow. Ôi, biết thịt ra miệng của mình. Ngon quá. Giống như loại thức ăn sáng. Cheerio. Tới đây ngồi để ăn. Nè, cái bên cắm thử nè, cho con cắm đó. Con cắm vậy nè. Á, sao giống như ngựa vậy? Con cầm vậy nè, cái nhọn nè, con cắm vô đây nè. Trong này á.
này là để người ta bỏ xuống đây để nếu mà nhiều nhiều á người ta lấy lên để làm từ thiện các bạn ơi. Đổ đầy cái này chắc cũng nhiều tiền ha. Đó, về ăn đi, về ăn về quay cho. Khói không? Hết rồi. Cái bên ăn cái ngay mới ngay ngay. Cái bên thổi đi, thổi đi. Thổi lên đi. Wow, wow. Đến mẹ nè. Anh cũng ăn nữa hả? Mấy que này dẹp bỏ thùng rác đi em. Đây ông xã ăn à. Anh thổi trước làm chi vậy, anh bỏ vô miệng anh cắn cho nó ra khói. Ngon không? Giống siro. À, chưa bao giờ anh được hút thuốc hả? Bây giờ anh được hút thuốc rồi đó. Cảm ơn em chưa? Mấy đứa còn ăn nữa, ở trong nó cũng lạnh đó anh. Hả? Nó lạnh. Đây, tiệm bán kim cương nè các bạn. Giờ nên mua kim cương đeo nha. Cục xoàn kim cương đá quý. Đi về được chưa? Bộ đồ Halloween khủng long hiện nguyên bộ xương trắng nè các bạn. Đó, đi thấy cực khổ không? Con trai mình thì mặc bộ đồ giống dinosaur đó. Lấy đi. Lấy cái nhỏ, này lấy đi. Nhanh lên con. Mắc quá. Tối thui nè các bạn ơi. Má sắp mưa rồi. Halloween các bạn thấy không? Mưa nè, mưa bay bay nè. Halloween nè các bạn. Mùa Halloween hôm nay đi lòng vòng. Mấy đứa nhỏ không có chịu xin kẹo gì lắm. Thì xin được vài chỗ thôi các bạn. Rồi mấy đứa vô đó đi chơi rồi ăn uống. Giờ lên xe đi về. Rồi sẽ ghé những nhà của người dân. Mình vô đó mình xin thử vài nhà để cho các bạn xem người ta cho kẹo như thế nào nha các bạn. Bây giờ lên xe thôi. Tạm biệt các bạn. Tạm biệt lần thứ nhất. Chút nữa sẽ gặp lần thứ hai. Wow, cái mình đẹp quá. Bây giờ sẽ tới nhà của người dân nha các bạn. Đi đi đi, sao chói quá vậy? Đừng rọi mặt mẹ con. Hả? Sao? Sợ chói. Sợ gì? Không có đèn sao vô? Hả? Bây giờ con gái mình, ba đứa con mình sẽ vô nhà của người dân, bấm chuông để xin kẹo nè. Đó, về nhớ kêu trick or treat nghe chưa? À, cái bên quăng về kêu trick or treat đi. Bấm một cái thôi. Tôi thường đâu có ai đâu. Thôi, không có ai hết. Bấm chuông rồi. Không có ai. Đi. Đi con. Đi ba. Đi tới chỗ khác. Rồi đi. Rồi, đến vô một căn nhà nữa các bạn ơi. Nhà này nhà của người Việt Nam nè. À, bấm vô đi. Cái bình trí trí trí. Có không? Có ai không? Không có ai. Quay. Không có, ai. Người ta đi hết rồi, không có ai hết. Không có ai. Từ nãy giờ đi. Hai nhà rồi chưa có nhà nào có kẹo hết các bạn ơi. Mình đây nè. Đi xin kẹo. Mình đây các bạn. Halloween, Halloween, Halloween. Halloween, Halloween, Halloween.
vui tí nha các bạn. Có người không? Không. Có người đi. Người ta đi xin kẹo hết rồi. Có ai ở nhà đâu? Đi mấy nhà rồi cũng không có kẹo các bạn ơi. Bấm thử có ai không? Có ai ra cho kẹo không ha? Tiếng chi kìa. Bấm chung chưa? Có ai không? Bấm thêm cái nữa đi. Đó, có người cho kẹo nè. Chi đâu chi? Ta cho kẹo đó. Wow, thank you đi. Thank you. Bi nè. Thank you. Trick or treat. Happy Halloween. No, it's scary. Cái bên nhiều kẹo không? Để mẹ coi. Mẹ coi. Wow, nhiều quá ha. Người in đi. Kẹo nè. Rồi, được chưa? No. Xích ra. Có ai không? Không. Ở đây ngủ rồi. Ngủ rồi, không có ai hết. Đi các bạn ơi. Mấy nhà rồi đó. Mấy nhà rồi cũng không có nè. Được có một nhà duy nhất có thôi. Người ta cũng đi xin kẹo ở nơi khác rồi các bạn. Cho nên bây giờ đi lòng vòng có vài nhà thôi. Đó, tôi thui ha. Mình hát bài Halloween nè. Halloween, 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 Halloween. Má, sao giống sáng quá? Chị đang nhìn. Halloween, 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 Halloween. Ai hả? Đi rồi, không có ai. Người ta đi đâu hết rồi? Đêm tối Halloween này người ta đi chơi hết rồi, mấy đứa nhỏ nhà mình. Ủa, cái khu này mình đi chưa? Từ từ thôi, đi từ từ thôi. Halloween kìa đó, Happy Halloween. Vì nó đi. Thank you đi. Thank you. Thank you. Đó, người chủ nhà cũng cho mình cây kẹo nè các bạn. Chủ nhà tặng cho mình được cây kẹo. Có hai người thôi, người India, người Mỹ thôi. Đó. Các bạn ơi, người ta đã cho mình được một cây kẹo. Các bạn ơi, đi trong đêm tối Halloween, người ta đã cho mình được một cây kẹo. Sorry các bạn nha, bây giờ mình phải đi xin kẹo tiếp. Halloween, Halloween, Halloween. Giỡn nha các bạn. Má tưởng nó nằm cái mặt của má. Cái gì? Má cái mặt, má nhau, cái mặt má giống bị sợ đó. Sao cái má phải phải trang điểm màu vàng đó. Từ nãy giờ giỡn vui các bạn ơi. Đó, đã đi xin kẹo xong. Ý ở ngoài trước là có kẹo đi mấy nhà rồi á. Chó kìa, đứng xa ra kìa. Kìa mày, đứng ra đây. Đứng xa ra. Chó nhảy ra nó cắn á. Chó gì vậy, con chó bự. Có cha bà. Đó, anh ta chân bí nè. Đó, người ta cho kìa. Chị ở trì đi, chị ở trì. Hello. Đó, người ta đem kẹo ra cho nè. Cho nhiều quá vậy. Người ta cho nhiều quá. Wow, thank you very much. Wow, cho nhiều quá. Nè, hứng nữa kìa, bạn cho kìa. Đó, cho nhiều quá vậy. Oh my. Cái
cậu bé này cậu cho nhiều kẹo quá chừng luôn á. Thank you. Happy Halloween. Ừ, cho nhiều quá, cho cái nặng luôn cả cái sọt luôn anh ơi. Nè, cậu bé này cậu cho nhiều quá chừng này các bạn. Đó, cậu bé này cậu cho nhiều quá ha. Rồi đâu, Văn đâu. Wow, hốt mấy hốt một cái là đầy, gần đầy rổ Vi nè. Đó, Vi đẹp. Rinsit nè. Mày chừng giáp tá. Rồi. Hết rồi. Hai gai kìa. Happy Halloween. Kìa, họ đem kẹo cho kìa. Đó. Người chủ nhà đem kẹo ra cho nè các bạn. Happy Halloween. À, tối thui à. Thank you. Thank you đi các bạn. Thank you. Bye. Chơi được chơi kìa. Đó. Oh. Để sẵn kẹo ở đây nè. Oh, cái chỗ này thì người ta để sẵn kẹo các bạn. Lấy ít thôi con. Rồi chừa lại. Rồi. Xong, tiếp tục đi. Đi mấy nhà là đầy nguyên cái. Hello. Hello. Happy Halloween. Oh, happy Halloween kìa đó, người ta đem kẹo ra cho nè. Thank you đi nha. Thank you. Happy Halloween. Happy Halloween. Thank you. Bye bye. Đi. Okay. You need the ball? There you go. There you go. Alright. Okay. Cái bên kia ổng cho kìa, ổng cho kìa. Mày đi nhỏ thích vậy đó các bạn. You're welcome. There you go. Okay. Đó. Rồi ha. Bye, thank you. Đi xin kẹo. Vô đi, bấm chuông. Vui quá mới hết bệnh rồi. Chi chi kìa. Đó, chi bí này, người ta trưng bày. Người ta tới kìa. Đứng im, chuẩn bị. Happy Halloween. Đó, người ta cho kẹo đó. Thank you. Quá lại thế. Người Việt Nam. Người Việt Nam. Cảm ơn cô. Vui quá, mấy đứa nhỏ thích. Rồi. Đó, nhiều. Đây nè. Đó, nguyên giỏ luôn nè. Gặp người Việt Nam các bạn. Sắp tới nhà chưa? Hết nhà rồi. Mấy đứa nhỏ đi mấy nhà thôi là nặng cả cái giỏ rồi các bạn. Ở ngoài chỗ cái chợ thì người ta cho rất là ít, còn tới nhà thì người ta cho nhiều lắm. Mỗi nhà hốt vài nắm luôn. Đây, mấy đứa nhỏ xin vậy chứ kẹo đem về có ăn hết đâu. Ở nhà cũng có kẹo mà mình lo mình. Đó, nhà cuối cùng các bạn là xong ha. Trick or treat. Vy vô kìa. Có ai? Có ai nhà không? Không. Chị rồi. Có ai không? Mẹ chị vô rồi. Đi rồi hả? Đi ngủ rồi hả? Dạ. Nói có ai nhà không? Hỏi đi. Không. Kìa mình nói đi, có ai ở nhà không? Hello. Không. Ủa? Không có, không có, đi. Hết rồi. Cái chân đụng vô mấy cây này nè. Vậy xong rồi ha. Đó, nó để sẵn năm nào nó cũng để sẵn mà hết rồi. Cái cây thôi. Vòng muốn lên đó hả? Mày giống anh nó biến cho rồi ta vậy. Lên. Đó, chỗ này thì người ta không cho kẹo, người ta để sẵn đợi mẹ quay con. Mỗi đứa lấy một ít thôi, rồi để lại cho người khác nữa. Nghe chưa Vy? Cái bên lấy chưa? Cái bên giỏi quá. Mấy chứ mà có ngày gói cái gầm biến cho người ca dễ. Người ta không có thời gian, người ta phải ngủ, người ta để ngoài con. Rồi, đã xong rồi các bạn ơi.
đi xin kẹo những khu vực nhà người dân đã kết thúc ha các bạn. Rồi bây giờ bây giờ phải đi về nè. Mấy đứa con của mình, mình đây, mình đi từ nãy đến giờ đó các bạn, mình đi từ nãy đến giờ được người ta cho có mỗi cái kẹo thôi đó. Bây giờ mình Halloween mình nói chuyện mình phải trợn mắt như vậy nè, thì sao để cho nó giống Halloween. Happy happy. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình, các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn